lên tỷ vậy, cho nên vậy mà đi vài bữa về cái nước đất mình tỷ vợ lên 3 tỷ vậy. Cho nên vậy mà gần đây mới bắt Long Trắng về báo vợ, nói em ơi bây giờ dây ngân hàng mua được 10 miếng đất, bây giờ mỗi tháng ngân hàng kêu gửi đóng hàng bằng 50 triệu, mà bây giờ hôm gà anh đăng bán mưa gần 3 tháng không thấy ai mua miếng nào hết trơn á, cho nên vậy mà bây giờ còn ngon nước rồi uống thuốc tự giận chết để cho khỏi đóng nợ ngân hàng, chứ giờ sống nổi em. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ ở đây đối với cuộc xã hội này hạ quân sắp tàn, bà con đi đến đâu thì điêu tàn tới đó. Nên ông Thanh Chỉ có câu là con người sở dĩ hạ quân tàn là tại vì con người văn minh đến tột độ, không có tin nhân quả luân hồi, không có tin diễn đề khỏi Phật khỏi trời, mà chỉ tin vào cái nhân quả. Quý vị thử nghĩ là coi như là hôm trước tới nay chưa đầy 3 tháng mà trên thế giới nói chung là có những cái tai nạn khủng khiếp làm cho loài người chết đau chết đớn và ghê tởm vô cùng, nhưng mà tháng này mới tháng 8 à, mà đây tới đó là coi như còn tới tháng 11, còn 3 tháng nữa. Từ xưa đến giờ trong giảng Đức Thầy có một câu giảng là niệm Di Đà, ráng niệm cho rành thì mới được sống coi thiên thánh. Như vậy thì bấy lâu nay diễn đề tất cả anh em giảng viên hay là tất cả những bên nhà sư hay ni cô chưa thấy mà có một cái đề nào nói về tịnh độ sâu sắc. Vì vậy mà tôi thì cũng không phải giỏi gì vấn đề tịnh độ, nhưng hôm nay lấy cái câu giảng này để làm cái đề nói chuyện cho các em quay lên YouTube hôm nay. Thì kính thưa quý vị, như vậy thì ở đây Đức Thầy Ngài cho biết là niệm Di Đà, ráng niệm cho rành thì mới được sống coi thiên thánh. Vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì chữ niệm Di Đà là đại diện, chữ Di Đà là đại diện cho Nam Mô Di Đà Phật. Ráng niệm tức là cái đó nó hơi khó, cái gì mà quá sức mình là cái người danh từ người ta thường gọi là gán, ở đây Đức Thầy gán. Cho nên vậy mà Đức Thầy cho biết là niệm Di Đà, ráng niệm cho rành. Như vậy thì sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật Đức Thầy nói ráng niệm cho rành, như vậy thì cái chữ cho rành nó sao đó. Như vậy thì kính thưa quý vị, thì hôm nay Phật giáo Hòa Hảo là sau khi coi được giáo lý Đức Thầy, biết được cõi hạ quân sắp tàn và sớm muộn gì cũng lập lại cõi thượng quân, nên vì vậy mà giờ đây Phật giáo Hòa Hảo lấy 10 điều ác để răn đe tội ác và 4 điều ân để thể hiện tinh thần là nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa. Như vậy thì ở đây về vấn đề cho rành của người Phật giáo Hòa Hảo đó là 4 cái tiêu đề, là coi như thứ nhất á, 5 tiêu đề niệm Di Đà, ráng niệm cho rành thì chúng ta phải làm sao thực hiện 10 điều lành, tránh xa 10 điều ác. Nên vậy mà quý vị mình giờ đây tất cả những người sống trong cõi trần này, bây giờ bà con của chúng ta biết là hạ quân sắp tàn, cho nên vậy mà con người bây giờ rất là đau khổ. Quý vị thử nghĩ coi là đời hạ quân tàn đau khổ không quý vị? Là bởi vì quý vị thử nghĩ là coi như là hôm trước tới nay chưa đầy 3 tháng mà trên thế giới nói chung là có những cái tai nạn khủng khiếp làm cho loài người chết đau chết đớn và ghê tởm vô cùng, nhưng mà tháng này mới tháng 8 à, mà đây tới đó là coi như còn tới tháng 11, còn 3 tháng nữa thì có cháu Lợi làm cho cái nhà thuốc của tôi đây, em này nó cũng làm bên bưu điện, nó cũng theo dõi tin tức, nó nói chú ơi đây tới cuối năm còn 3 cơn bão nữa. Như vậy thì kính thưa quý vị, một cơn bão vô đồng bằng sông Cửu Long hoặc là vô miền Bắc, Trung miền Bắc, cơn bão đi qua rồi thì bao nhiêu nhà ngàn dân là bao ngàn nhà của dân bị tiêu hao, bị là đổ sập, và bao nhiêu ngàn hecta bị thiêu hủy và coi khi lãng vảng con người chết. Như vậy quý vị mình thử nghĩ mỗi cơn bão đi qua như vậy tàn phá không biết bao nhiêu sự đau khổ cho đồng bào xã hội. Như vậy thì đây tới cuối năm còn 3-4 cơn nữa, quý vị mình thử nghĩ đau thương không? Giờ bây giờ quý vị mình thử nghĩ, bây giờ nếu trường hợp có con mắt đạo mà nhìn đó thì quý vị mình cái đời này quý vị mình cũng không tu còn đợi gì nữa, tôi đi đầu trên xuống dưới, đi ra tỉnh thành cũng vậy. Bây giờ cái người bán đồ đó thì họ bán với tính cách là trong ruột họ tâm sầu bịch sát, bị gì sao vậy? Bị gì bán đó, ngày xưa bán để làm giàu, bán để kinh doanh, bán để mà cất nhà, bán để mua ruộng vườn, bán để cưới vợ, bán cho con đi học thành tài. Như vậy thì bây giờ quý vị mình tất cả ngành nghề đến nỗi tôi nói đắt nhất là cây xăng, mà bây giờ cây xăng nó ra đặt đất ở trên, cho nên vậy mà cây xăng tôi có thằng em nó mai duyên không biết coi bà thầy nào nói bán cây xăng mua đất hay hơn, cho nên nó bán năm rồi được 3 tỷ mấy, nó mua được 30 công ruộng mà xăng dầu giờ bán cầm chừng, nói chung từ lò về vốn tới lỗ. Cho nên quý vị mình thấy thử nghĩ cây xăng là ngon nhất á,
Rồi giờ đây đang cầm chừng từ lời chút đỉnh rồi tới lỗ. Rồi bây giờ quý vị mình biết cái ngành gì ngon nhất đâu? Là công ty bất động sản. Rồi nếu ai mà có chồng mà công ty bất động sản là cũng giống như là có một cái là 200 kg vàng để sẵn trong ngày vậy. Là coi như chẳng sáng chồng đi cái chiều về em ơi bữa nay vô mánh nữa em. Miếng đất mình mua 100 triệu hôm nay lên tỷ rồi em. Cho nên vậy mà đi vài bữa về cái miếng đất mình tỷ giờ lên 3 tỷ rồi em. Cho nên vậy mà gần đây mấy bất động sản về báo vợ nói em ơi giờ dây ngân hàng mua được 10 miếng đất, bây giờ mỗi tháng ngân hàng kêu gửi đóng bằng 50 triệu, mà bây giờ hôm gà anh đăng bán gần 3 tháng không thấy ai mua miếng nào hết trơn em. Cho nên vậy mà bây giờ còn ngon nước rồi uống thuốc tự giận chết để cho khỏi đóng nợ ngân hàng chứ giờ sống thoải em. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ ở đây đối với cuộc xã hội này hạ quân sắp tàn, bà con đi đến đâu thì điêu tàn tới đó. Nên ông Thanh Chỉ có câu là con người sở dĩ hạ quân tàn là tại vì con người văn minh đến tột độ, không có tin nhân quả luân hồi, không có tin diễn đề cõi Phật cõi trời, mà chỉ tin vào cái vấn đề thực tế là làm ra tiền, vào cái vấn đề cưới vợ đẹp, rồi vô nhà hàng ăn món lẩu dê uống bam ba, rồi ra trước cửa lái xe du lịch là hạng sang 40-50 tỷ, rồi về nhà nghỉ vô biệt thự bên đêm có máy lạnh. Cho nên họ suy nghĩ bao nhiêu đó thôi, cho nên họ sẽ đâu có suy nghĩ đến cái vấn đề đau thương là thống thiết hạ quân tàn này đâu quý vị. Cho nên vì thế mà hôm nay đó cái cuộc đời của chúng ta đang sống đây là hạ quân nó tàn thiệt. Nên Đức Thầy Ngài cho biết cảnh thổ thảm chiều mai sẽ đến, sao vẫn còn triều mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thế nam bang, cảnh khổ cũng kề bên tai. Kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây bà con thử nghĩ, vì vậy là mấy anh bất động sản rồi bây giờ tới mấy anh em khác, bây giờ có ăn hộp nó đi quay phim tôi qua đây chuyên môn là cất nhà, nói chung biệt thự cất được nó, không biết mấy năm trước làm thợ giỏi cỡ nào, nó nói tôi cất cho ông già bà già tôi ở nhà cỡ khoảng tỷ chú à. Tôi hỏi sao mày tu cất nhà dữ vậy, nói lại vì mình có hiếu có tiền cất cho cha mẹ ở cho cha mẹ vui. Vì vậy mà gần đây nó đi quay YouTube, tôi hỏi sao quay vậy, nó làm thợ hồ trước đây người ta làm kêu không kịp chú qua, đôi khi người ta chửi bới nữa, còn hai chồng tôi hổm gài móc mổ treo lên á chú. Cho nên vậy mà bây giờ trước ra làm là người ta hối đến nỗi người ta chửi thợ làm không kẹp được này kia, bây giờ 2-3 tháng không nghe kêu trấn. Vì vậy thì bởi vì tôi nói giờ mày không hay sao, nó hay gì chú qua. Trời ơi mấy ngàn cái doanh nghiệp Việt Nam giải thể, bao nhiêu ngàn công dân bị đuổi việc. Trời ơi thế giới lo đánh giặc lùng tung rồi bão tố tràn lan đại hải, cho nên dân chúng giờ hai bữa ăn ra là mừng thấy ông nội rồi, tiền đâu cất nhà. Trời ơi gạo không có ăn nữa nhà cất ông nội. Cho nên vậy bà ba cái đội anh em cất nhà giờ ta thất nghiệp tàn mạt, cái dân ta lang thang lứ thứ tùm lum hết. Cái thằng nào có tu thì nhảy qua YouTube, còn nào không có tu thì nhảy vô đống lửa chết. Bị vấn đề thằng xài tiền quen rồi không có tiền nó dễ vô đống lửa chết xuống hơn. Cho vậy cái thưa quý vị, và tới ai nữa mấy ông bán vật tư vật liệu xây dựng. Hồi đó tôi nói chung là ở xứ tôi mà nếu ông nào mà bán vật liệu xây dựng cái hang là ông đó nói chung là giàu to, bởi vì trong xóm là lâu lâu mới có trạm vật liệu xây dựng, vì vậy mà người ta kêu chạy ngày chạy đêm luôn. Bây giờ ở xứ tôi ra mọc lên như núng luôn, tôi thấy cái ba cái vật liệu xây dựng giờ lâu lâu người ta mới kêu đơn, cho nên tôi thấy cái này đủ ăn cháo ăn gạo rồi chứ đâu có dầm dào làm có mẹ gì. Vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây hạ quân sắp tàn, hay là cái vấn đề con người suy nghĩ tới lui, thì bà con chúng ta kiếp sống con người có gì đâu hạnh phúc. Vì vậy mà cha mẹ đẻ ra lớn lên trẻ đẹp thời gian không bao lâu rồi răng rụng mắt mờ da nhăn má cóp đi đâu bệnh hoạn chết chóc chia lìa. Như vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây là con người sở dĩ cõi hạ quân này chúng ta muốn về cực lạc là tại vì sao vậy, là bởi vì cõi ta bà nó có đầy những sự thống khổ, còn ở bên kia cực lạc nó có đầy những sự vui. Nên vậy mà Đức Thầy mới xác định với mình là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Kính thưa quý vị, như vậy thì theo tôi thiết nghĩ bây giờ nói với mấy ông đạo là tại vì cái vấn đề phần đông đời hạ quân này coi kinh giảng
là mình sống theo kinh giảng, chứ thật ra là không có làm theo câu giảng. À, nghĩa là mình làm lớp lớp vậy thôi. Chứ quý vị mình thử nghĩ là cái ông tu sĩ, cái ông cư sĩ tại gia, cái ông giảng viên hòa hảo, là đọc giảng ra ông nào ông nấy đọc nói chung đầy bụng luôn, mở miệng ra bay khói luôn, ta bà khổ ta bà lắm khổ. Như vậy thì lâu lâu cái tôi thấy ông tu sĩ chớp cô tu sĩ, nên vậy tôi lâu lâu thấy ông cư sĩ cất lên cái nhà mấy tỷ, cái tôi lâu lâu thấy ông cư sĩ mua miếng đất 50 công, lâu lâu cái tôi thấy ông là cư sĩ mua chiếc xe 1 tỷ mấy, xe du lịch. Như vậy thì ở đây á là phần đông của chúng ta sống trên văn tự, chứ thật ra chúng ta không sống về vấn đề là xác thực của cái câu giảng của Đức Thầy. Là bởi vì Đức Thầy cho biết là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có nghĩa là ta bà này khổ rồi, nhiều khổ lắm. Vì vậy mà nếu khổ thì chúng ta đâu có tu thời gian rồi đinh cô tu sĩ, hoặc là cô tu sĩ đinh cái ông tu sĩ. Như vậy thì tại sao vấn đề biết ta bà này khổ mà tại sao mình còn còn đinh cái ông tu sĩ với cô tu sĩ? Cho nên cái người mà sau khi tiếp thu đó có khoảng vài năm trường chinh lê dẫn, con người nghèo đến nỗi là không cơm ăn, ăn cháo hàng bữa luôn, ăn độn khoai lang luôn, chán Việt Nam dễ sợ luôn, bây giờ phải quyết chí làm sao qua Mỹ qua Pháp qua Anh mới được. Như vậy thì quý vị mình qua Mỹ qua Pháp qua Anh mà bây giờ mình còn ham ở thế gian ở Việt Nam mình, vậy mình có thật sự là mình ham qua Mỹ không quý vị? Vậy thì ở đây đó có câu thơ người xưa ta nói: một tay nắm lấy hoa sen, một tay nắm lấy nhỏ nhen sự đời, hoặc là một bước đi một bước tới, một bước đi một bước ở dần, dẫu cho mòn gót không từng tới đâu. Vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ chúng ta nếu thật sự chán cõi ta bà, kính thưa quý vị, tôi nè, tôi biết rằng tôi không đầy 4 5 năm nữa tôi qua đời, nhưng mà cái sự ham muốn của tôi đó, bây giờ khi chiếc xe mà nếu có trường hợp anh em mà cho cái thằng đệ tử nó cho chiếc xe 300 triệu mà 9 chỗ đó hư lên hư xuống vậy đó, không gài lục doanh mới làm rồi, cái vấn đề máy lạnh cũng mới làm mấy chục triệu đây, nhưng mà làm xong rồi khi nào mà có thằng đệ tử nó chở mình đi á, ngồi trên xe du lịch đây Cà Mau nó gió mà nó chạy phèo phèo mát ra cũng đã chứ. Như vậy thì kính thưa quý vị, như vậy thì ở đây đó nếu nói về vấn đề con người của tôi 4 5 năm nữa chết, như vậy thì quý vị mình nếu trường hợp cái người mà không đạo đó là không có ăn đâu, không bao giờ ngủ được đâu, và không bao giờ sống nổi đâu. Vì sao vậy? Ở trên cõi thế gian này cái người không tu á, họ nghĩ rằng cái xác thân mình là quý hơn hết, mà nếu trường hợp gần cô vợ đẹp thì hạnh phúc hơn hết, mà sống trong cái nhà biệt thự thì sung sướng hơn hết, mà khi đi vô trong nhà hàng hoặc bữa ăn mà dọn lên mâm 5 7 món quất vô họng là ngon hơn hết, nhưng mà cái thân này chết là nằm xuống đất rã ra bùn đất. Như vậy thì bao nhiêu triệu năm sau chúng ta không còn lãng vãng trên cõi dương gian này nữa. Như vậy quý vị mình thấy buồn thương tiếc nhớ không quý vị? Kinh tân tám bảo không? Như vậy thì quý vị mình sở dĩ tôi vẫn bình tĩnh là lại sao vậy? Mấy chục năm nay tôi là người giảng viên, mấy chục năm nay tôi người hòa hảo thường hành, cho nên biết rằng mình sẽ qua đời và cảnh giới của mình đang tới là thượng quan hoặc cực lạc, cho nên vậy mà tôi không bớt sầu khổ. Chứ thật ra nếu trường hợp mà không nương vào cái đạo đó thì quý vị mình bây giờ tôi không gài, cách đây khoảng chừng 2 3 tháng tôi mất cái điện thoại là coi như trị giá 10 mấy triệu thôi. Như vậy thì tôi có nghĩa là cái tâm của tôi nó bị buồn 3 4 bữa rồi, là bị vì mình phàm còn đang tu mà, cho nên vậy đụng cảnh đôi khi nó không phải như cái người gần chứng đạo. Cho nên vì thế mà hôm nay vì vấn đề cuộc đời của con người, tôi thiết nghĩ rằng không có gì quý bằng xác thân. Nên quý vị mình mà có một cô vợ đẹp nè, mình cưới về 3 bữa mà nó trốn theo thằng khác, nó bảo đảm quý vị mình nè là bỏ ăn bỏ ngủ dùng 3 tháng sau. À, mất con vợ thôi phải mất mình. Rồi bây giờ quý vị mình nếu trường hợp mà có chiếc xe SH nha, mới sắm 180 triệu đó, mới chạy qua bữa nay đêm hôm rồi cài cửa mất tiêu đó, quý vị mình là mất ăn mất ngủ 3 tháng luôn. Rồi bây giờ nếu trường hợp quý vị mình cất được cái nhà 1 tỷ mấy đó ha, mà lỡ cái vấn đề chập điện mà cháy nhà đó, quý vị mình buồn mấy năm luôn. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, ở trên đời này tôi thiết nghĩ rằng phần đông mình sống trên văn tự, chứ thật sự ra không sống theo câu giảng của mình đã nhận thức. Nếu trường hợp mình sống theo câu giảng của mình nhận thức á, thì bây giờ trên cõi đời này quý vị mình thử nghĩ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tịch diệt năm nay 2600 năm rồi,
nhưng mà ngài vẫn còn bình yên ở nơi Niết Bàn. Mà bây giờ ở đây quý vị mình thử nghĩ là 100 năm thì ông nội mình qua đời, 100 năm kế thì tới cha mình qua đời, thì 100 năm tới đây thì mình qua đời. Như vậy quý vị mình thử nghĩ, Đức Phật cách đây 2.600 năm mà quý vị mình thấy còn gàn gàn cái mình đích à. Bây giờ có một số người đi bên du lịch bên Ấn Độ đó, giờ còn thấy cái chỗ Đức Phật ngồi nhập Niết Bàn, cái chỗ tịnh xá là Kỳ Hoàng, là A Tỳ Đi đồ này kia đó, vườn Lộc Giả này kia còn như thế nào. Như vậy thì 2.600 năm những dấu vết cây Bồ đề vẫn còn như thế nào. Như vậy thì 2.600 năm qua, nếu chúng ta đầu thai làm người, quý vị chết đi sống lại 100 lần. Như vậy thì Đức Phật vẫn còn bình yên ở nơi Niết Bàn, mà quý vị mình phải chết đi sống lại 26 lần. Như vậy thì kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ ở đây mình thiết nghĩ rằng đối với cái vấn đề 100 năm của ông nội mình đi qua, rồi 100 năm của cha mình đi qua, rồi tới 100 năm tới mình, như vậy thì cái 100 năm đó so với 2.600 năm của Đức Phật, quý vị mình coi như thế nào? Còn nói về vấn đề Đức Phật sống là ngài sống vô lượng kiếp, có nghĩa là bây giờ mình là một kiếp 100 năm, nhưng mà Đức Phật ngài nói là ngài sống vô lượng kiếp, có nghĩa là không đếm được cái số kiếp của Đức Phật sống. Như vậy thì 100 năm của trần thế, bà con suy nghĩ gẫm lại coi, tôi mới hôm nào tiếp thu xong 17 tuổi, đẹp trai đi học giỏi, tướng hào hoa phong nhã, mà năm nay mới ngày qua tháng lợi chưa đầy 49 năm, mà thân tôi bây giờ nói chung găng rụng giống như ông già 90, tóc bạc không còn cọng đen như là coi như ông tiên. Còn cái vấn đề lưng của tôi đó là nó còn, mà thịt da của tôi nó còn suông. Như vậy quý vị mình thử nghĩ, xét kỹ lại, nếu trường hợp chúng ta nhận thức câu giảng kinh của Đức Phật, Đức Thầy mà chúng ta phải chán đời, mà sợ gì không chán đời là tại vì mình hiểu trên nhân tử. Chứ thật ra bây giờ nói mình á, già già chứ còn gái đẹp mình cũng ham, nói tiếng già già chứ còn cái vấn đề tiền nhiều mình cũng khoái, mà nói già già chứ thật ra mà nhà cất cho đẹp rồi cũng ở cũng 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 ngon, mà nói già già vậy chứ còn xe mà mấy tỷ leo lên ngồi cũng khoái. Cho nên vậy mà thật ra thì vấn đề cái hiểu của chúng ta một nơi, mà cái vấn đề thực hành chúng ta ngã. Như vậy kính thưa quý vị, vậy thì hôm nay theo tôi thiết nghĩ rằng đối với Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta giảng sanh là phần đông thì vấn đề cái tuổi hơi già, cái thứ hai nữa là cái vấn đề vật sĩ chạy. Cho nên vậy mà quý vị mình bây giờ theo tôi thiết nghĩ đó, nếu không có cái chương trình mà điều nguyện thứ 19 á, Đức Phật A Di Đà nói nếu gần lâm chung ai niệm Phật, danh hiệu ta 1 đến 10 tiếng, nếu không rước về cực lạc, ta không phải là chánh đẳng chánh giác. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ theo tôi thiết nghĩ, tôi biết rằng 4 năm nữa tôi mới qua đời, nhưng bây giờ tôi niệm Phật cũng không có được có thật tha thiết, mà nếu trường hợp còn chừng tháng nữa mà qua đời đó, lúc đó là chết à. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, tôi cũng bị ở tù nhiều lần, mà mới tiếp thu rồi năm 90 ở lần, năm 105 ở lần, mà lúc tôi ở tù đó cho đến tôi ra nó không khi nào tôi ngước tiếng niệm Phật hết, mà ra ngoài giờ tôi lúc là coi như là giờ nhớ giờ quên, là bởi vì ra ngoài nó không khổ bằng ở trong. Cho nên vậy mà bây giờ ở đây đó là tôi thiết nghĩ rằng đối với anh em trong đạo hoặc là người tín đồ, bà con chúng ta sở dĩ mà thiết tha niệm Phật là phần đông là những cái khổ đến với mình khủng khiếp chừng đó mới niệm Phật. Đại khái bây giờ tôi nói với vấn đề chú Việt ở Gò Quao mà chìm vào biển 4 ngày đó. Như vậy quý vị mình thử nghĩ, nếu trường hợp mà chú Việt lên đến 4 ngày trên mặt biển mà không uống miếng nước, không ăn hộp cơm, không dựa vào cái phao, mà trôi lên trên mặt biển, ví dụ như vậy, quý vị thử nghĩ, bây giờ mình nhảy xuống biển ngoài, rồi ra biển là ngoài hải quận quốc tế đó, quý vị nhảy xuống biển giống như chú Việt về, mà quý vị lên trên mặt biển 4 ngày để quý vị mà nhớ ai, bảo đảm quý vị đầu tôi quý vị chặt ha. Nếu quý vị nhớ vợ, nói chung là tôi kê đầu chú quý vị chặt. Nếu quý vị nhớ con, nhớ đến cái ánh sáng, nhớ đến Mercedes, nhớ đến lầu cao cửa rộng, nó bảo đảm quý vị không nhớ nổi đâu. Còn cái người tu mà đến cái giai đoạn mà bệnh viện Chợ Gãy nó chạy rồi trở về nhà đó, mà thở thông thớp tâm thớp thông thớp đó, một là Diêm Vương quỷ sứ tới bắt, hai Đức Phật tới rước. Cho nên vậy quý lúc đó quý vị mình chán đời không quý vị. Cho nên hôm nay về vấn đề cái đạo của Đức Thầy cũng thế, nếu chúng ta muốn vãng sanh cực lạc thì chúng ta ví dụ như chúng ta cái chú Việt chìm ngoài biển giống như bệnh viện Chợ Gãy là nói chúng ta ung thư gan thời kỳ cuối, 1 tháng nữa qua đời,
Cho nên nếu được quý vị mường tượng như trên thì quý vị sẽ tu một cách tinh tấn và quý vị niệm Phật cách nhất tâm dễ dàng. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ trước khi mà tôi đi sâu vào cái vấn đề niệm Phật, cho rằng là tôi diễn sơ về vấn đề cái người ham về cực lạc. Như vậy thì quý vị mình hôm đất nay tôi nuôi ông Tám trong nhà đây, mới về nhà cách đây, về Mỹ cách đây 10 ngày, trên 10 ngày. Thì coi như ông Tám này đó, ông mơ mộng cái ngày vượt biên qua đất Mỹ đó, là coi như mấy năm ông canh cánh bên lòng là thế nào của mình làm sao tìm cách đi vượt biên đi qua Mỹ. Vì vậy mà ông đã là trưởng sạn đủ cái hành trang để vấn đề qua Mỹ. Thì coi như ông vượt trùng dương qua Mỹ, rất là qua Thái Lan, Philippines, rất là khó khăn vô cùng luôn. Như vậy thì bây giờ ở đây bà Tám á, bị bắt lại 7 năm sau bỏ tù, và cũng tình tự mua tàu rồi đàn bà cầm lái để qua Philippines để chờ thời gian thanh lọc để mà về sum họp với ông Tám bên Mỹ. Vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây hôm nay cõi trần này thật sự ra chúng ta quá khổ, cho nên vậy mà chúng ta mới là đi qua đất Phật. Cho nên vậy muốn qua đất Phật thì mình phải chuẩn bị giống như ông Tám, mà Tám mà chuẩn bị thuyền bè đi vượt biên. Thì hôm nay giờ cái người ở cõi trần này gọi là chúng sanh đang bị trầm luân quan nghiệt, vậy thì bây giờ muốn về cực lạc thì cũng giống như cái người đi qua nước Mỹ, trước tiên là chúng ta phải có tiền để sắm thuyền bè, lương thực, rồi la bàn, rồi máy móc, xăng dầu để đi qua đất Mỹ. Thì bây giờ trước tiên người Phật giáo Hòa Hảo muốn dẫn sanh về Tây Phương cực lạc, cái điều thứ nhất là cái vấn đề 10 điều ác, mà trong đó mạnh nhất là sát sanh. Nếu chúng ta mà muốn về cực lạc mà một cõi Phật là một cái cõi nói chung là trong sạch, tốt đẹp, vui tươi, hạnh phúc, là vĩnh viễn trường tồn, mà chúng ta là một con người bình thường mà về tới cực lạc thì còn gì cõi cực lạc. Cho nên vì thế mà Đức Thầy đã căn dặn người tín đồ Hòa Hảo cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới kết kết quả, hoặc là chúng sanh tịnh được tâm nghiệp mới mong về cõi Phật. Cho nên vì thế mà người Phật giáo Hòa Hảo đầu tiên muốn được dẫn sanh về Tây Phương cực lạc là cái bước đầu là chúng ta phải ăn chay. Ăn chay kỳ, rồi lần lần tới ăn chay trường, là bị sao vậy? Là bởi vì nhất thiết chúng sanh với hữu Phật tánh, tất cả sinh vật đều có tánh Phật cả. Cho nên chúng ta giết nó để ăn, chúng ta phạm tội, phải bị luân hồi quả báo, không có thể thông dong tự tại đi về Phật một cách vẹn toàn. Cho nên từ chỗ đó mà Đức Thầy mới xác định tu đàn thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Vậy thì bây giờ ở đây phải đàn thế. Vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ cái rành thứ nhất là coi như người muốn dẫn sanh về Tây Phương cực lạc là chúng ta phải ăn chay trường, không còn giết sinh vật. Bởi vì con vật nó cũng có linh hồn, cho nên chúng ta sát giết nó, mình phải ở đây đầu thai luân chuyển để báo đền, cho nên không có cái cơ đi về Phật. Cho nên vì thế mà chúng ta phải ăn chay. Như vậy thì người ăn chay trường chẳng những là còn làm điều kế tiếp là không đạo tặc, bởi vì kẻ khác họ làm ra có của mà lấy của họ để sống, để tư riêng cho mình. Như vậy chúng ta làm đau khổ người khác, cho nên vì thế mà chúng ta phải ở đây bị luân chuyển báo đền. Như vậy thì tà dâm, nếu trường hợp quý vị mình là còn son trẻ chưa có gia đình, quá trình hại tiết nữ nhân là quý vị mình khóa hơn 10 cánh chùa, bởi vì người con gái từ lớn tới nhỏ cha mẹ nuôi ra để chờ cái ngày gả cưới đi dinh là dinh quê là dinh gian gia đình tộc họ, mà quý vị mình khóa hại cuộc đời, cái đó cũng giống như là quý vị giết một con người bằng cách là khoa học. Còn cái vấn đề đối với vấn đề có vợ có chồng mà quý vị mình lấy vợ người khác là làm ta phá hoại gia can và tan nát một cái sự nghiệp cuộc đời của người khác. Cho nên vậy quý vị mình đâu có lẽ có thể yên về cõi Phật được. Còn cái vấn đề lấy chồng người khác, người ta đang hạnh phúc mà mình lại có lấy chồng người khác là phá tan hạnh phúc của cả gia đình đó. Cho nên vì thế người Phật giáo Hòa Hảo chúng ta chẳng những ăn chay trường, không trộm cắp kẻ khác, không phạm giới tà dâm, mà còn phải ỷ ngôn, phải không lưỡng thiệt, ỷ ngôn ác khẩu, vọng ngữ, tham lam, sân nộ, chi mê. Như vậy thì trong xã hội này biết bao nhiêu những cái chuyện do miệng lưỡi con người mà làm cho sanh linh đồ thán, nhân loại điêu tàn và con người chết chóc. Nên vậy quý vị mà lưỡng thiệt nó hai lời, bà con thử nghĩ coi cái vấn đề Putin
cái qua Tập Cận Bình là nói vấn đề với Mỹ, với Anh, với Pháp là không bao giờ tấn công UNA. Như vậy thì về coi như là một hai ngày sau là tấn công UNA. Cho nên quý vị mình nói hai lời, do nói hai lời đó mà bây giờ cái nước UNA bây giờ bao nhiêu ngàn dân bị thiệt mạng, bao nhiêu tài sản bị tiêu tan, và bao nhiêu là triệu dân ở trong nước đói nghèo cách la lết. Rồi cái vấn đề đất nước của Nga thống kê là trên 300.000 quân, Nam Bắc đánh nhau 30 năm chết có gần có 100.000 quân thôi, mà là coi như lịch sử ghi biên là Nam Bắc cực kỳ đau khổ. Mà hiện nay vấn đề Nga quýnh UNA chưa đầy 2 năm mà 300.000 quân UNA thiệt mạng. Như vậy thì 170.000 quân là 300.000 quân Nga thiệt mạng, 170.000 quân của UNA thiệt mạng. Như vậy thì Putin nói hai lời, ý ngôn. Ý ngôn là chửi mắng những người dưới mình. Cho nên vậy mà bây giờ nếu trường hợp trong gia đình thì là cha mẹ chửi con, cha mẹ là làm chồng chửi vợ, vợ chửi cháu nội cháu ngoại, người sớm viện chửi nhau, diễn đề ý ngôn là ác khẩu, là kêu trời Phật thần thánh, thì giọng ngữ là dốc láo. Cho nên vậy mà ông Thanh Sĩ có câu: một lời nói ra mà giang sự an, nửa câu nói tan quan sự nghiệp. Nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ cái người tu là coi như rất là kỹ lưỡng về vấn đề miễn lữ. Cho nên Đức Thầy mới có câu là: làm cha mẹ xử phân lẽ nào, lỗi lầm chứ có hỗn hồng hào. Đừng chửi, đừng gưa, đừng cao, đừng bươi, đem lời hiền đức tốt tươi, đặng mà giao quá vàng mười chẳng hơn. Cũng đừng gây gỗ giận hờn cho con băng trước xà dân mới là. Cho nên Đức Thầy mới kêu mình là tánh thần lương, vẻ mặt vui tươi, vậy mới đang tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trai thiết từ bi. Hoặc là đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ba. Nếu người rõ vẫn vui lòng thứ, ta thứ được người người thứ ta. Kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ qua tới cái ác là tham lam sân nộ si mê. Như vậy thì Đức Thầy đã xác định con người trong thế gian này sở dĩ là gây ra nước lớn đánh nước nhỏ, và coi như là kẻ mạnh giúp là hại người yếu, kẻ giàu hại người nghèo, và người khôn hại người ngu dốt, thì chẳng qua là tham lam. Tham là cho mình được làm bá chủ hoàn cầu, tham cho mình được làm vua, tham cho mình được làm tổng thống chủ tịch nước, tham cho mình được ông đại gia, tham cho mình được ông nhà giàu, tham cho mình coi như có con vợ đẹp, tham cho mình có cái nhà lớn, tham cho mình có con đông, tham cho mình có bề thế nhiều, tham cho mình nhà lớn, và tham cho mình trong nhà có của nhiều. Cho nên vậy mà tánh tham đó làm cho con người không biết bao nhiêu những điều tội lỗi. Cho nên tất cả những việc làm muốn qua ra tiền, quý vị phải trong đó có cái vấn đề sát sanh, thì nếu có phạm những điều đạo tặc, phạm những cái điều là coi như lưỡng thiệt ý ngôn. Cho nên vì thế mà chúng ta phải phạm biết bao nhiêu tội lỗi để sống nên của cải ruộng vườn mà chúng ta ham muốn. Nên vì thế mà ở đây Đức Thầy căn dặn người tín đồ hảo là sở dĩ biết được hạ quân sắp tàn, biết được thân người là giả tạm, vợ con cũng là quyển mộng. Cho nên vậy mà Đức Thầy mới dặn người tín đồ là muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỳ. Tâm danh niệm đường đường suy nghĩ, vật ở trần như mật dính dao. Kẻ ham ăn kê miệng liếm vào, chừng đức lự mới là hối hận. Ham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có đem theo. Ham tiền tài thường vướng nạn eo, ham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc tận số nằm chơ một xác, gẫm kim tiền bội bạc bất tài. Không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiến đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, lo dung trồng cõi phước về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Tâm chánh niệm thần thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làng mây.
thân ba còn rài đó mai đây cô ấy cũng tan khi hiệp. Kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ người hòa hảo nhờ ý thức được cuộc đời hạ quân sắp tàn và thân xác con người là tạm mượn thời gian rồi tan rã, cảnh vợ chồng giống như tuồng hát trên sân khấu dạng vật rồi cũng theo mây nước mà trôi qua. Cho nên vì thế hòa hảo chẳng những không tham biến cõi đời mà còn bố thí giúp đời một cách đắc lực. Cho nên hòa hảo bây giờ bất tất cả những công trình vĩ đại từ trong cho tới ngoài nước, hòa hảo làm một cách mãnh liệt. Thứ nhất là coi như gom tiền mua bạc hà đưa Tấn Dũng, hay là gom tiền đưa cho tất cả anh em YouTube trong cái mùa dịch vừa rồi hàng trăm hàng ngàn tấn gạo để đi phân phát những vùng cách ly. Và coi như anh em trong nước ngoài nước bây giờ không biết bao nhiêu cây cầu ở các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang được cất lại, và không biết bao nhiêu ngôi nhà hư sập của những người nghèo khổ mà được xây cất, và không biết bao nhiêu coi như bệnh viện được có bữa cơm từ thiện, không biết bao nhiêu những nơi có xe chuyển bệnh cho dân nghèo. Cho nên vì vậy mà hòa hảo hôm nay ý thức được cái điều thế gian là tạm giả, cho nên họ làm việc từ thiện cách đắc lực. Sân nộ là nóng giận, có nghĩa là người tu theo đạo Phật giáo hòa hảo hay đạo Phật là cái mục nước nhẫn là đầu tiên. Nếu trường hợp Putin và coi như Mỹ, Nga và Mỹ nếu nhẫn với nhau là không gây là chiến tranh trên thế giới hoàn cầu. Nếu trường hợp Putin với Nga với Ukraine nhẫn nhịn lẫn nhau thì không có 2 năm trời bao nhiêu điêu linh đồ tháng, bao nhiêu sinh mạng đã qua đời, bấy nhiêu gia đình phải tan nát. Nếu trường hợp về vấn đề ở Biển Đông, nếu trường hợp mà Tập Cận Bình nước Trung Quốc không lấn chiếm Biển Đông thì bây giờ không có đem binh ra mà là coi như đặt ở ngoài biển cả. Nếu ở trong nông thôn mà vợ nhịn chồng thì không có cái vụ chồng chém đầu vợ bay ra khỏi cổ và con chém đầu cha mẹ rồi coi như đứt lìa như chặt đầu cá. Như vậy thì cái nhẫn đã làm cho biết bao nhiêu những thảm trạng, những tội lỗi đầy trời ở trong nhân gian, đó là điều do cái nóng giận mà ra. Cho nên vậy mà ở đây Đức Thầy căn dặn người tín đồ đó, nhẫn nhẫn cho rồi câu bỉ cực thời lai sẽ được cảnh tiêu dao. Mà cái nhẫn hòa hảo Đức Thầy thường nhắn gửi mà người hòa hảo lấy đó là cầm lễ mà cầm lòng đó. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa có để đầu tiên thì đâu có mang câu thù oán. Chữ hung dữ hãy vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Chữ thù hèm đối lại chữ hiền thì thù quán tiêu tan mất cả. Vậy thì kính thưa quý vị, màn hình đó trong mấy năm qua, kính thưa quý vị, đối với tôi là khi quy như giáo lý Đức Thầy thì con đường không gì ngoài hơn là sau khi nghiên cứu giáo lý biết được con đường Phật giáo hòa hảo là học Phật tu nhân, tức là vừa tu cho mình và thể hiện lòng từ thương mỗi người để thể hiện tinh thần đạo Phật, mà thương với tính cách là mình phải làm sao xông pha ra để mà giúp đời. Như vậy mới nói lên cái vấn đề thực tế thương người. Cho nên vì thế mà tôi suốt trong cuộc đời tu không có giờ nào được là khỏe khoắn quý vị. Bởi vì Đức Thầy có câu là có khổ khó không không gánh khó, nên hoặc là có khổ khó mới dày công câu quả ông thanh chỉ. Nếu không nhọc nhằn kém đức mỏng duyên, nên vậy mà tôi luôn luôn ngày đêm là công việc từ thiện. Ngoài ra thì cái vấn đề công phu niệm Phật và nghiên cứu giáo lý để nhắc nhở cho bà con tu hành. Vì vậy mà tôi là đêm coi như ngủ được ngủ không, ăn thì gan không có, ăn bột với những trái chuối đơn giản tàu hũ kho. Suốt trong những mấy năm qua thì thân của tôi là tôi không dám dòm vô kiến quý vị. Thì dòm vô kiến thì thấy nó càng ốm càng tàn tạ, đi ra ngoài đường có ai chú ý, là bởi vì cái thân tôi đến cái giai đoạn là sanh trụ dị diệt hoại diệt. Nên vì thế mà tôi cũng cố gắng hy sinh trong quãng đời còn lại của tôi để làm sao giúp ích cho xã hội quần sanh về vấn đề bệnh hoạn, hay là cái vấn đề giúp đỡ cho những cái ban sự còn phôi thai
non kém, ba là xây dựng những cơ sở là sinh hoạt đạo sự như sinh hoạt nhóm hay là ban sự Phật giáo Hòa Hảo. Nên vì thế có một số anh em là nếu trường hợp ở nước ngoài không thích là cái vấn đề ban sự dính cách là quốc danh, nhưng tôi thiết nghĩ rằng đối với Phật giáo Hòa Hảo Âu là cũng là cơ trời sắp đặt. Nếu không có cái chương trình là cho tư cách pháp nhân và cho Phật giáo Hòa Hảo có hoạt động đạo sự thì đồng bằng sông Cửu Long không có nổi lên 500 mấy chục cái ban sự. 500 mấy chục ban sự đó hàng ngày nói chung là họ hoạt động liên tục, một là gầm 2:30, 14:29 hoặc 8:23. Nếu ban sự nào mà nếu trường hợp anh em nhiệt tình lo cho đạo thầy thì chẳng những mở ra khóa niệm Phật mà còn thuyết giảng, và đồng thời vấn đề cái nơi ban sự đó phải là có xe chuyển bệnh, có bế văn là 1 tháng 4 ngày, bế văn tình thương cho bà con mình ăn tháng 4 ngày trong những ngày chay. Thì ba nữa là cái vấn đề tổ cất nhà, thứ bốn nữa là làm cầu giống như ban sự Thạnh Phú huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ. Ban sự đó luôn luôn lúc nào cũng công tác từ thiện liên tục. Cho nên tôi thiết nghĩ rằng đối với anh em là trong đạo, ở trong nước và ngoài nước, là chúng ta đừng nên phân vân về vấn đề Phật giáo Hòa Hảo thuần túy hay Phật giáo Hòa Hảo quốc danh hay là giảng viên trong luồng ngoài luồng, tại vì đây là cơ trời sắp đặt. Nếu không có cái vấn đề Phật giáo Hòa Hảo có tư cách pháp nhân thì đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đâu có hoạt động rộng từ ba miền Nam Trung Bắc. Nơi nào có đủ tín đồ là nơi đó có thành lập được ban sự, có sinh hoạt được đạo sự niệm Phật hàng tháng hoặc giảng thuyết hoặc là tổ chức cơ sở từ thiện. Thì tôi thiết nghĩ rằng đối với anh em trong đạo, nếu chúng ta khư khư là anh em Phật giáo thần tí Hòa Hảo thần tí hoặc anh em Phật giáo Hòa Hảo giảng viên ngoài luồng, chúng ta có thực hiện được một ngày một tháng 500-300 ban sự hoạt động đạo sự bằng cách niệm Phật hay thuyết giảng, hay là cái vấn đề 500 mấy chục ban sự đều có tổ chức lễ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo và cái vấn đề đản sanh của Đức Thầy, và 500 ban, gần 550 ban sự đều có, là nếu trường hợp anh em tích cực lo đạo thì nơi đó có xe chuyển bệnh, có tổ cất nhà, có đội làm cầu, có đội giá đường và có thể tổ chức về phòng thuốc nam. Cho nên vì thế trong mấy năm qua tôi luôn luôn lúc nào sát cánh với Kiên Giang và Cà Mau là đôn đốc anh em xây dựng ban sự và đồng thời thuyết giảng những ban sự đó, từ cái vấn đề Khánh Hội, Khánh Hòa, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong, cho đến cái vấn đề Thạnh Phú, Thạnh Phước, thuộc về hai cái tỉnh Kiên Giang và Cà Mau. Lúc mới ban đầu thì bà con mình tôi xuống thuyết giảng gặp mấy anh em ban sự, tại sao phá niệm Phật có 20 người hoặc 10 người, người ta nói ở đây là người ta không biết Phật giáo Hòa Hảo là gì, cho nên mình có cái cơ sở Phật giáo Hòa Hảo sinh hoạt đầu sự như những người xung quanh đây, người ta chưa hiểu Phật giáo là gì. Cho nên vậy mà tôi mới có cái ý là ai tới niệm Phật là 5 kg gạo, tháng có tháng không, bị mỗi tháng mỗi cho mình không có đủ. Sau năm lù như số anh em giảng viên là ở dưới Thuốc Mốt, Ba Long đề nghị là cái vấn đề cho 10 kg, thì tôi tăng lên 10 kg, thì tất cả ban sự đó bây giờ nó tăng lên đến cái mức độ là ít nhất là 50 mà nhiều nhất là 500. Cũng như ban cái sự Khánh Hội huyện U Minh tỉnh Cà Mau, cái đợt gầm tháng 7 vừa rồi là trên dưới 700 người về dự phá niệm Phật nghe thuyết giảng và được anh em Phật giáo Hảo trao tặng phần quà, 700 người đều có quà. Nên vậy mà hôm nay vì vấn đề đối với tôi bận rộn công việc đó, đồng thời vì vấn đề là mua xe chuyển bệnh cho các tỉnh còn nghèo nàn, nhất là tỉnh Cà Mau, tôi đã thực hiện được chiếc xe chuyển bệnh tại thành phố Cà Mau, là coi như để hiếu với đệ tâm là túc trực ngày đêm để chuyển bệnh cho bà con xa rần trong tỉnh và đi thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì kính thưa quý vị, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Thầy.